Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay ngày 18 tháng 7, vùng áp thấp vẫn đang hoạt động ở khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên trong 24 giờ tới. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nên từ nay đến ngày 20 tháng 7, ở vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông. Từ nay đến khoảng ngày 25 tháng 7, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông kết hợp với hội tụ gió lên đến 3.000 mét nên đêm qua và sáng nay, ở vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Một số nơi có lượng mưa lớn, lượng mưa từ 0 giờ đến 7 giờ ngày 18 tháng 7 như Vĩ Thượng, Hà Giang 78mm, Cao Sơn, Lào Cai 63mm, Bảo Nhai, Lào Cai 61mm, Bắc Quang, Hà Giang 56mm. Dự báo trong ngày và đêm nay, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm trên 24 giờ, có nơi trên 120mm trên 24 giờ. Ngày mai ngày 19 tháng 7, vùng mưa vừa, mưa to mở rộng dần xuống khu vực Đồng Bằng và Thanh Hóa. Khu vực Hà Nội, từ chiều tối và đêm nay đến ngày 20 tháng 7 có lúc có mưa rào và dông, riêng ngày mai có mưa vừa, mưa to và dông. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên từ nay đến ngày 19 tháng 7, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm trên 24 giờ, có nơi trên 60mm trên 24 giờ, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Trong khi đó, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 45-60%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến ngày 23 tháng 7. Từ ngày 24 tháng 7, nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng thu hẹp và dịu dần.